Hello anh em, mới ngủ dậy nha. Thì có một anh khách từ Cà Mau đi lên đây để chỉ mua một chiếc xe R15V3 thôi. Con R15 mà bữa mình quay dính siêu keng siêu đẹp á. Để mình quay camera ngược lại cho anh em xem nha. R15 siêu keng siêu đẹp. Mới luôn anh em. Nói chung là như mới luôn. Thì hiện tại là tháo cái kính này ra để gửi xe về Cà Mau nha anh em. Tháo cái kính này ra để gửi xe về Cà Mau. Tại vì mình kỹ á, khi mình để gửi xe để kính này nó sẽ bị cấn nên mình kỹ rồi mình tháo kính ra. Làm gì tháo kính mặt ngầu em. Ảnh ngồi phía bên đó nha, ở từ dưới Cà Mau lên đây mua xe. Thì mấy anh em rất là quý mến mình. Rồi. Sẵn tiện đây ha, mình sẽ nói cho anh em một cái gọi là một cái thủ tục mua xe nó như thế này ha. Rồi anh em ngắm xe ok chưa? Quay ra đây nhìn xe. Con này thì mai mình sẽ làm clip có anh kia tới lấy nha. Thì em đưa anh bộ hồ sơ giấy tờ. Đó. Thì cái anh này ảnh chưa có muốn sang tên gọi thì anh ký ủy quyền nha anh em. Ký ủy quyền có nghĩa là có thể toàn quyền sử dụng nhưng mà giữ lại bản số, lại giữ lại cà vạt của tên người khác. Hiệu lực ký ủy quyền là sẽ trong vòng 10 năm. Ví dụ trong vòng 10 năm đó mình thích bán, mình thích cho, mình thích làm gì đó cho người khác. Anh thích giữ lại bản số 73036. 73036. Biển số 9 nút á anh. Biển số 9 nút. Đó, thì ảnh ngại nên mình quay mình nha. Nghe giọng ảnh không? Có ai nghe giọng nhận ra ảnh không? Đó. Thì ví dụ sau này ảnh không thích đi cái biển số này nữa, ảnh muốn ra tên thì ảnh có thể ký mua bán trực tiếp với lại con của ảnh hoặc là anh em gì của ảnh hoặc là vợ của ảnh để cho người đó đứng tên. Đó. Thì ảnh là ảnh ở Cà Mau nhưng mà biển số này quá đẹp. Ảnh nói là ảnh thích cái biển số này. Lúc đầu là mình bàn với ảnh là ký mua bán rồi rút gốc ra tên. Nhưng mà anh thấy bản số đẹp quá, anh muốn để lại đi một thời gian. 9 nút 7336. Đây là cái hợp đồng ủy quyền ha anh em ha. Mình khi mà mình ủy quyền á thì mình phải giữ hết toàn bộ cái bộ giấy này, đừng có để mất hoặc thất lạc. Nếu như thất lạc trích lục rất là cực, tốt nhất là giữ kỹ hoặc để ở nhà. Không cần đem cái giấy ủy quyền để đi nha anh em. Không cần, có nhiều anh em hiểu lầm á là phải cầm cái giấy ủy quyền đi mà lỡ bị công an bắt lại chính chủ là không có nha anh em. Người ta có biện pháp nghiệp vụ người ta biết hết á. Đó. Ví dụ như số xe này 70G1, anh em chỉ cần cầm theo cái cà vẹt đi thôi là được, chứng minh nhân dân bằng lái là được, không cầm theo cái giấy này nha anh em, không cầm theo giấy ủy quyền này nha anh em. Giấy ủy quyền này anh em để ở nhà cất kỹ, đừng có để mất là được, để sau này anh em muốn bán cho người khác là ok. Còn khi mà anh em ký giấy mua bán để anh em ra tên luôn thì lỡ anh em đi 1-2 ngày anh em chán, anh em phải bắt buộc anh em phải ra tên rồi anh em mới bán xe được. Còn ký giấy ủy quyền là anh em có thể ký bán cho người khác được. Ví dụ ký giấy ủy quyền 2-3 ngày nữa anh em đi, lỡ anh em chán thì hoặc là anh em không hợp với chiếc xe thì anh em có thể cầm cái tờ giấy ủy quyền này ra ký bán cho cái người mua sau. Đó, còn khi mà anh em đã ký giấy mua bán khi mua xe cũ rồi thì anh em không có thể lấy giấy đó anh em ký cho cái người mua sau được nha. Phải là ký ủy quyền mới ký cho cái người mua sau được. Rồi, anh em có hiểu không? Nếu không hiểu thì nói mình để nhắc lại. Hồi nãy giờ mình cũng ngồi mình giải thích cho ảnh nghe rồi đó. Rồi thì bây giờ xe này á thì ở Cà Mau không có tàu lửa đúng không anh? Không có tàu lửa cho nên bắt buộc mình phải gửi xe Phương Trang. Đó, gửi con này đi xe Phương Trang nè. Xăng nó còn nhiều không em ạ? Nó còn một chì kia chủ nó để đâu nó lại.
Bây giờ thì đây mình sẽ trước khi giao xe cho ảnh thì mình phải dưỡng sên trước cho ảnh đó, dưỡng sên của Đức, mình dưỡng sên cho ảnh, tại vì mình dặn ảnh luôn, tại ảnh ở dưới đó anh chơi không có quen á, nhiều khi ảnh bỏ nhớt ra, gọi là ta cho bôi nhớt cũ vô đúng không anh, nó không tốt đó, mình phải có một chai xịt sơn mà đó, lâu lâu mình dưỡng vô thì nó êm hơn. Thì bây giờ mình dưỡng để gửi xe thôi đó. Và xe đặc biệt anh em nha, xe để dựng một chỗ lâu ngày á thì anh em cũng phải dưỡng sơn, với lại lâu ngày mà không đi anh em cũng phải đề máy lên cho nó nổ ga anti cho nó hoạt động, chứ mà anh em mà để xe im 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 vậy đó, một là mấy cái thiết bị bên trong đó, nó không được hoạt động, thứ hai là nó sẽ bị hết bình đó. Nên anh em cố gắng bảo dưỡng chiếc xe của mình cho tốt ha đó. Xe này thì lên một số đồ chơi nè, chống đổ nè, bảo vệ phuộc nè đó, bảo vệ két nước nè. Mà công nhận khi cái con xe này á, anh em có để ý không, là tháo cái kính chiếu hậu ra nhìn xe nó ngầu hơn. Anh thấy xe tự nhiên tháo kính chiếu hậu ra nhìn xe dữ dằn hơn đúng không? À, bây giờ giấu mặt nè, anh đứng đây anh nói với em vài câu em. Xe sao rồi? Anh thấy mặt đâu? Chỉ nghe tiếng mà. Nhưng mà cao hơn nữa thì giới không tới. Nhưng mà cái là con xe rất là mới, mới luôn. Anh em coi như mới luôn, không một vết chày, vỏ không đụng cái ga nào. Có nghĩa là chủ xe này nó cũng có những xe mới về thì có quá trình, ví dụ người ta mua về, người có tiền mua về, người ta đi không có đã. Người ta lại thích cái dòng này, đã hơn nó bự hơn thì người ta liên hệ em, người ta nổi. Đang muốn đổi lên dòng mới cho nên nó có những nguyên liệu mới như vậy, là nó còn một phần mà người ta chạy không được. Nhiều người đối với xe, nhiều người như vậy không đã, nhưng mà có nhiều người đối với con xe này nè, nó quá mạnh. Những người ta đi bình thường, ta đi tay ga xong ta lên con này quá mạnh, ta chạy không nổi, người ta cũng bé. Còn nhiều người ta chơi nó quá yếu, như mấy nhóc nhỏ nhỏ như mấy lính em mà nó chơi mấy con này yếu, phải đi mấy con này mới đã, thì nó đi không đã cái đỡ con này thì em mới dưng ra được những cái con xe này. Cái đó hợp lý nha anh em không có tin đâu, chỉ có 56.500.000. Anh tin vào mắt của anh. Rất là đẹp. Rồi, vậy thôi ha. Có cái phần quà này gửi cho bên nha. Này đúng là đặc biệt tour 5 căn Cà Mau luôn nha. Đâu, Bình ơi, ra nhận quà nè Bình. Ảnh gửi quà, bây giờ anh mắc quay rồi, em phải người nhận giùm anh. Gửi quà cua 5 căn Cà Mau hả? Anh em biết cua này cua gì không? Đâu mở ra coi thử Bình. Ôi trời, trời hé hé rồi, công mấy anh em thèm. Coi hé hé rồi, mấy công mấy anh em thèm, coi càng ở này nó. Cái càng này bự không? Rồi, cua chắc sống luôn, cua vòn sống luôn. Que hả? Cua vòn sống luôn anh em. Thì hồi nãy mình cũng quên cua luôn, mình đâu có biết. Hồi nãy em không nhớ luôn á. Của em không? Tặng cho ảnh một cặp bao tay đi cho nó an toàn ha anh em, bao tay mô tô đi cho nó an toàn. Rồi vậy nha, cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những clip sau. Mặt mày nó ghiền rồi. Của em mà đâu phải của anh. Nãy của anh. Cho mọi người xem xe ở ngoài trời nha, cho nó biết cái chất nó đẹp cỡ nào đó. Thì bây giờ mình sẽ chở anh ra bến xe và đi gửi xe con xe này. Chở ra bến xe rồi gửi con xe này đó, vỏ nè, quá đã luôn anh em. Quá đẹp. Nhìn thấy chưa? Đi nó dính bụi thôi, cái vỏ nè chấp mình thôi. Quá đẹp. À, bến xe miền Tây ha, bên đây nè. Bên đây nè, chép bên mình luôn. Rồi, bye bye anh em.